Hoa Khôi Nam Em vượt 300 km tặng quà cho trẻ em nghèo dân tộc Cơ Ho. Vừa qua, Hoa Khôi Nam Em đã vượt 300 km để đến xã Gia Bắc, Di Linh, Lâm Đồng để thăm hỏi và trao quà cho trẻ em nghèo dân tộc Cơ Ho. Ngày 11 tháng 9, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em đã không quản ngại đường xá xa xôi, ngồi trên ô tô 6 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh lên xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để thăm hỏi và trao quà cho trẻ em nghèo dân tộc Cơ Ho nhân dịp Trung thu. Sự có mặt của Nam Em và ekip cùng những lời động viên thăm hỏi chân tình là nguồn động viên lớn nhất với bà con. Tôi tự tay chuẩn bị từng phần quà để trao cho các em nhỏ. Trang phục giản dị cùng nụ cười tươi tắn rạng rỡ, cách nói chuyện cởi mở, gần gũi của Nam Em đã chiếm được cảm tình của mọi người. Để mang cho các em một Trung thu ấm áp hơn, Nam Em và ekip đã chuẩn bị những phần quà bao gồm bánh Trung thu, lồng đèn, kẹo, bánh đi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Nam Em và đoàn mong muốn các em có một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn như bao bạn trẻ khác trên khắp cả nước. Xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là một trong những khu vực khó khăn và nghèo nhất Việt Nam. Phần lớn người dân sinh sống ở đây là dân tộc Cơ Ho. Thu nhập hầu hết của các hộ đều dựa vào việc trồng bắp và cà phê. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc trồng trọt này không đủ đảm bảo cho họ một cuộc sống đầy đủ, bởi đất đai nơi đây tuy rộng lớn nhưng khô hạn, thiếu nguồn nước tưới tiêu. Đường từ thị trấn đến huyện Gia Bắc khoảng 30 km nhưng lại khá khó khăn và hiểm trở với nhiều đồi đèo dốc. Nhiều năm nay, người dân nơi đây vẫn bị mắc kẹt trong vùng xoáy nghèo khổ. Thậm chí cả xã không có một cái chợ nào, chỉ có một vài quán nhỏ bán tạp hóa, phân bón, thu mua nông sản. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.